Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu đấy? Anh đưa em về thăm quê anh. Thì ngõ ba xuống. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Sông châu hiền hoa sông nguyệt. Lên cho em là loa gỗ dài này. 260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đầm luôn. Cảm ơn chị đại em. Có cho to nhỏ ở đây không nhá? Các bác điều chỉnh to nhỏ đây này. Mẹ biến cha đi không hẹn ngày trở lại. Buồn đây, to nhỏ đây. Ôi, đơn mẹ anh buồn. Đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài 260.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40cm. Chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên. Rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên máy giúp cho em là loa gỗ dài nhá. Giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó. Thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá. Có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn. Có kèm cả đồng hồ như này. Có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó. Con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác, cho anten lên này. Đấy, sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhẩn nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhé. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số tần sóng đi ăn là xong. Thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3 thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth và vừa là xem giờ được luôn. Một con như này đa chức năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em nhá, cho chức năng vào Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi em. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó, ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Đó. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10, 23, rộng thì khoảng 7-8cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nha. Chất âm rất là hay luôn. Đó, thì các bác có thể vừa dùng chức năng FM. Vừa dùng chức năng nghe nhạc, tắt đi đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên cho em là đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này.
200 mấy nhỉ? Hai trăm hai mươi nghìn cho một hộp trà sâm như này, hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này, đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt dùng cái nào chị em? Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn. Một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram, mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy đây, nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm giá sẽ là 230k nhá. 230 à? 220.000 giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc. Đấy. Một gói này của nó sẽ là 500g. Cũng made in Korea luôn. Hàng nội địa của Hàn Quốc cực kỳ là ngon luôn. Made in Korea. Cái gì? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn. Các bác có thể dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Hàng nội địa của Hàn Quốc, made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá, bánh xà phòng Nhật này. 40.000 cho một bánh và 110.000 trên 3 bánh như này. 110.000 trên 3 bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho 3 gói. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác. Các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. À, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá. À, ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1 2 3 ba ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu ổ cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá, ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sấy cơm nhá, môi sấy cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sấy cơm bằng nhựa của Nhật thế này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sấy cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nha. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ, và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4-5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000 và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nha. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc, nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc. 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá. Tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi. 4 con duy nhất. Đấy. Thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy, thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là
50k nhá, 50k trên một con Tobit kèm đầu như này, 50.000 một chiếc đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái Tobit nhá, bao gồm là 7 đầu đấy, một Tobit như này và bao gồm là 7 đầu, các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 500 ít, giá thì sẽ là 50.000 trong cái Tobit 7 đầu như này. Lên cho em là Tobit 7 đầu nhá, Tobit 7 đầu đấy, giá sẽ là 50.000. Bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi, giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa chức năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá. Đấy, kết nối đa chức năng cho em. Đây. Đấy, California nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng thì của iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá, sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan con này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này. Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhá, từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá, nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này các bác này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm, mà cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, 5 đĩa inox tròn như này nhá. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 5 đĩa tròn này. Bộ 5 đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, 5 đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây 8 này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây 8 silicon nhá. Dây 8 silicon, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi, 15.000 cho một chiếc dây 8 silicon như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicon như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây 8 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác cái bộ 3 trà lưng nhá, bộ 3 trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay như này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tắm như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ 3 trà lưng nhá, bộ 3 trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ 3 trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ 3 trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ 3 trà lưng các bác nhá. Bộ 3 trà lưng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mã vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy, chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không. Đấy, các bác có thể dùng để mình decor trang trí này, hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Wembley của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80.000 nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi.
giá rất là rẻ nhé, chỉ có 80.000 cho mấy cái bộ khay giá như này thôi, giá rất là tốt các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dưới đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa. Con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá, 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá, 1800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi các bác nhá. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhá. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy.
Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này phải mất 20.000 thôi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác này. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy tại vì các bác thông cảm tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110.000 nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ và vỡ thì nó cũng không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mền lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo
từ 5 cái trở lên, 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mền lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhá, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn, thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây, buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá, luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó.
Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bạn, đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các bác nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây. Made in USA các bác này, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy. Nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nhá, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhá. Đấy, có hai màu, màu đen, màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen, màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp các bác nhá. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá. Ví da bò sẽ là 120k. 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá. Cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này, thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả, thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo. Về nhà các bác xoáy cái này ra cho em, sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật, chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt, và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này. Là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em. Dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Sông tinh dầu muỗi này. Đấy,
sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 120k nhé, 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá, cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này, đấy rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm mà sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên là nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít, con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên cho là bình 20 giá sẽ là 80.000 nhá, bình 20 này. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k cho một con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ làm cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị, một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn các bác, dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k cho một cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác, là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm như này cho em luôn. Nó rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá, và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mà công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trộm trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nha. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ, hàng của thương hiệu Panasonic nhá. Hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship.
giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn, rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá, giá sẽ là 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá, 2200W đây. Đấy, 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy, thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40cm, và chiều rộng này của nó là 3m15, và chiều cao của nó là vào đi là đi, chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn, giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm, đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin, các bác mua về để mùa hè nóng được mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy, thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn, và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này, kéo thủ công nhá. Đó, kéo thủ công, giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy, 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy, mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy, nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá, 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này, 100.000 cho 4 cái này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy, thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua gẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn, đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều, dày dẫn hơn rất là nhiều, cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn, các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem đây, những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa, đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa, rất bén luôn.
Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này, mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hất lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bạn này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá, tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho ba cái, 20.000 cho ba cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác nhé. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bác. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy. Chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu.
Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Greenling của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp, và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý, có một bộ thôi, có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch, con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này, và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó, thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi, 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính. Vung quai các thứ. Đây, đấy, vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn thôi nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây.
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500ml nhá, 700ml các bạn. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304 rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi. Giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy, vỏ ô tô. Đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích, khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn mà được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này. 1 2 3, 3 chân. Đấy, các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này. Chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên, nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gỉ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ, đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này. Có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này. Đeo vào rất đẹp luôn. Sportwatch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn. Các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship. Còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 thôi nhá. 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin vào là nó sẽ lại chuyển động như bình thường các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhé, hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhé. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000.
đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá, 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đây mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5K một cái nhá. 5K cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5K một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy. Đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé. Giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi, cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây. Giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80.000. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy, cái massage cổ đồ. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã, đó là cái con bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ. Con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Đây. Đây nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này, và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm. Chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá. Một quân màu đen, một quân màu đỏ như này. Thì các bác lên theo là quân cờ gỗ nhá. Quân cờ gỗ cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một bộ quân cờ gỗ như này. 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này. Thì bộ này rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy, các bác đóng xuống bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên cho em là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70.000 cho một cái bộ như này. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn. Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi. Quân bằng bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000.
80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1 cm rưỡi đến 2 cm mà nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy. Là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này, bàn cờ nhựa. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Thì các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy. Combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được. Các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi, 80k. Hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng của thương hiệu Sportwatch các bác này, Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thảm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Đồng hồ thể thao giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá, 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn, giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước. Con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá. 68mm thì các bác dùng cái loại ống 6870 là ok nhá. Ống 6870 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 6870 này dùng là ok lắm rồi, dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm. Đấy, 15 đến 20 cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy. Hút bụi đại, giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá. Máy của nó thì dài khoảng gần 40 cm. Hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấm cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây. Các bác đặt vào đây cho em. Nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này sau đó thì các bác đây. Nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bạn này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng vào giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy. Nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2 đến 3 mét nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Cái này thì em cũng không đo. Nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Cắm trực tiếp điện 220 V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220 V bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. À, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này, nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng để mình lắp vào trực tiếp như này, mình hút bụi này. Hả? Điều hợp đồng thì các bác này, đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này, đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này, đây cái đầu hút này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây này hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này. Lắp qua những cái đầu dài này nữa.
Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối, thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm, thì về nhà các bác cứ cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm và nhiều đầu, nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy, thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy, kết nối cái này vào đây. Đây, đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, có thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy, sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này, rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W. Rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây. Rất nhiều các bạn. Đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450k. 450.000 con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W. Cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy, rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm, đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy, máy massage vai gáy đây. Rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây. Đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy, thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây. Đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này. Đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, đúng như cái bàn tay luôn. Đó, bác thấy chưa? Co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá. Các bác lên tên là massage vai gáy. 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Bật lên. Đấy, nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này. Các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, khi làm, khi đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn. Khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá. Còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây, em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá. Các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng chưa dùng bao giờ, cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây, nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ cái đai này cho em này. Đấy, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này. Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin thì các bác có thể ngồi khi làm việc này. Đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đây. Hoàn thiện hơn mà giá đấy. Không đổi, thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này vào cho em này, giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này. Cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay. Đấy. Và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhé. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhé. 320.000 con này cực khủng luôn.
cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng giá hợp lý các bạn. Đây các bạn này, đấy. Các bạn thấy không? Đây, cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó, để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây, hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gáy như này. Quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó, thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Sướng. Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này. Đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn. Còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000. Đó. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp cho em cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k trong chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này. Đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người dự định nó có cái lạnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị dập hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây. Đấy, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vậy, làm gà, làm cá này. Đấy. Còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm biếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Cái lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 5 món này, bộ nạo 5 món. Bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác
sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá, ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn các bác. Nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Thế nên là nó rất là dài thì các bác dùng nó rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy, găng tay thức ăn này giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này, cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân nhá. Đấy, các bác bị đau cổ vai gáy bắp tay bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu này, dán ngải cứu giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá, 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và 1 đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng, giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, cái kem rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá.
Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình rồi cây cối rồi trường học rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này, đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này, đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này, bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao. Đấy, có cho các bác là ba con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, ba con dao, một cái nạo, một gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn.